Như xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Cả nhà ơi, giờ là Như đang cầm cái thùng để đi ra ngoài ngoài chỗ chồng Như đổ đục á. Để các bạn sao? À, đổ đục. Đổ đục để bỏ cá vô với tôm vô. Ê, đi cái đường trong này nó hơi nó nhỏ, nó hẹp, dễ bị vướng. Đây, đi cho cả nhà xem là đổ đục có những gì nha. Đây, wow, bữa nay cá nhiều quá anh ha. Nước có gió. Tại nước có gió, gần Tết đó, nên cá đói nhiều lắm cả nhà. Có cả cá sơn luôn nè. Ý, cá kèo gánh. À, ở dưới chỗ Như là không có cái gì ngoài cá, tôm và cua nha. Mà được cái là thiên nhiên toàn bộ, cho nên là ăn rất là ngon luôn đó cả nhà. Đi có con cua nữa kìa, thấy 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 bóng dáng em rồi. Cua này chắc cua gặp. Cua mà xả nước ra như vậy ha, nó ngon dữ lắm luôn á cả nhà. Nè, ui rồi, kẹp con cá keo rồi. Em xử rồi kìa. Không đó. Rồi, em xử con cá keo luôn, tiêu luôn, cắn banh luôn rồi kìa. Còn cái gì nữa đâu? Còn nó khóc với sầu. Đi đâu mà khóc với sầu? Mình đổ đục ra là sẽ có đủ loại luôn, cá, tôm, cua, rồi cá đối nè. Cá đối này ăn nó thơm thịt lắm nha, cá đối vuông á nó sẽ ngon hơn cá đối xong. Wow, bữa nay cá kèo nhiều nha. Cá kèo này mà nấu lẩu mắm thì thôi rồi, lượm mơi luôn. Sổ vuông ra là được cá kèo này á, là mình một là mình kho gừng hoặc là nấu canh mặn hoặc là mình phơi khô rồi mình chiên lên ăn ngon dữ lắm luôn á. Con cá nhỏ nhỏ này cả nhà biết con cá gì không? Đây chị chỉ cho. Con cá đây là con cá sơn nha. Nè, con cá nhỏ nhỏ trắng trắng như vậy nè là con cá sơn á cả nhà. Con cá sơn này mặn mắm rất là ngon luôn, người ta kêu bằng là mắm cá sơn, nhưng mà hiếm lắm, hiếm làm lắm. Tại vì thứ nhất á là nhỏ mặn cực, nó nhỏ mặn nó cực, mà cái gai của nó thì đâm vô cái tay mình rất là nhiều, cho nên ít ai mặn mắm cá sơn. Nhưng mà nếu mà đã mặn mắm cá sơn là nó rất là ngon luôn. Một năm thì theo mùa vuông á, người ta thuốc cá một hai lần thì sẽ có cá sơn thì rất là nhiều, còn bình thường xả nước ít lắm, không có nhiều đâu. Bao nhiêu đây mặn chắc ra rồi, chắc còn được khoảng 300 gram mắm. Mà nếu cả nhà mà đã ăn mắm cá sơn rồi là cả nhà ghiền luôn. Nó thịt nó chắc mà nó ngon anh ha. Ngon. Chồng Như không thích lắm nhưng mà Như lười làm. Tại vì mặn được 1 ký cá, trời nó lâu, lâu lắm luôn. Những con cá này nó ú anh hà nè. Nè, để mà xem. Ôi, nó dướng này luôn, không lấy ra được. Mới có nó cũng dữ hoàn tới nè. Mà có con nó sẽ bự hơn, nhưng mà bự nhất thì cũng là tầm khoảng bự hơn ngón tay cái mình tí thôi, chứ nó không có bự nữa nha. Đó. Mà mặn mắm thì nó sẽ rất là ngon, ngon hơn tất cả các loại mắm. Bỏ hả? Bỏ xong đi chứ gì đâu, thả ngược. Thả ngược lại xuống sông. Thì cái chân của chị Ngân Sàng té xè bữa nay mới lạnh. Giờ thì cho Như xin 5 phút để quảng cáo. Đây là tôm khô đất bên Như nha. Cái này là sáng này mình mới phơi được có một buổi thôi, tầm khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Đó, cái màu nó sẽ ra như vậy. Còn cái tôm này là phơi được một ngày rồi nè, một ngày hôm qua rồi đó. Một ngày hôm qua rồi, hôm nay mình phơi nữa thì nó sẽ gấu gáo như vậy nha. Toàn bộ bên Như là tôm đất thiên nhiên hết. Còn đây là cá kèo nè. Cá kèo này là mình đã phơi được ngày hôm qua một ngày nắng rồi. Hôm nay phơi thêm một ngày nữa là hai ngày nắng là nó khô gan luôn á. Cái này cũng gọi là khô rồi đó cả nhà. Nhưng mà để gửi đi xa thì Như phải phơi tới hai ngày nắng đúng nha. Còn mà nắng mà không tốt thì mình phải phơi tới ba ngày. Còn cá nó mới khô hẳn. Đây. Còn Như qua đây Như cho cả nhà xem. Cái tôm này
là phơi được một nắng rưỡi rồi nè, đó, trong đất á một nắng rưỡi nhưng mà nó chưa có khô hẳn á. Trời, cái nhà con tôm đất nè, con tôm đất này á là con tôm đất lớn nhất bên Như, còn được gọi là đất cơi. Thì Như bán giá là 1.650.000, bình thường Như bán 1.650.000 mà giá Tết á, thì nó có tăng nhẹ nhưng mà Như sẽ giữ cái giá là ổn định để cho mọi người mua nha. Cái tôm đất này thì nó là dạng như là thuộc thiên nhiên 100% luôn, với lại là Như không sử dụng phẩm màu, không sử dụng chất bảo quản gì hết. Mà khi mình luộc thì mình luộc tươi sống, mình bỏ vô tí muối là đã ra thành phẩm rồi nha. Còn cái tôm này là tôm đất. Còn cái tôm này là tôm đất mình đã làm ra thành phẩm rồi nè. Đó. Tôm đất này mình làm ra thành phẩm. Nhưng mà làm xong rồi trước khi giao đi là Như phải phơi, phơi nắng như vậy nha, để một hồi nữa vô hút chân không. Đó, thì cả nhà thấy không, Như rất là kỹ luôn nha. Phơi nắng rồi, đập rồi, nhưng mà khi đóng đi vẫn phải phơi thêm một tí nữa cho nó khô ráo. Bởi vì tôm bên Như là mọi người sẽ thấy là cái độ con tôm á nó sẽ cứng, cứng mà nó dạng dẻo chứ không phải mà cứng ngắc như cây nha. Ăn vô con tôm nó rất là ngon, ngọt và thơm, tại vì mình phơi nắng thiên nhiên á. Đó, cho nên là không có sợ là nó bị ăn vô nó bị bở hay là ăn vô nó bị mềm, không có đâu, Như làm khô gan luôn. Nhưng mà ăn vô con tôm nó rất là ngọt và ngon. Còn cái tôm này là cái vỏ nó đã giòn rồi nè. Đó, nó giòn gụm luôn rồi, thấy không nè, mình bóp nha, gụp gụp nè, thấy không. Đó, đó mình bóp nha, gụp gụp nè, là con tôm này mình phơi tầm khoảng 5-6 tiếng nữa là mình đập được rồi đó. Cái tôm này là Như phơi 2 ngày nắng rồi nè, nhưng mà nắng nó không có được tốt quá cho nên mình phải phơi thêm vài tiếng đồng hồ nữa mình mới đập. Như là thuộc dạng tiếp là làm con tôm khô là khô hẳn luôn, chứ không phải mà trong khô ngoài dẻo nha. Trong khô ngoài dẻo thì làm như vậy con tôm mình sẽ không có bảo quản được lâu. Đó. Còn đây cả nhà thấy không, vuông của Như ở phía sau nè. Đó, mình làm là thiên nhiên 100% luôn, cứ tới con nước là sổ ra thôi, chứ không có phải mà mình dạng như là công nghiệp nha. Công nghiệp thì là nuôi là mình phải cho thức ăn, còn cái này là thiên nhiên 100% luôn. Đó. Ai vậy, ai chui đó vậy? Cháu Như nè, chui với chỗ làm tôm. Cười, chui với chỗ làm tôm nè. Chui trốn, tính là bác hai không thấy. Cái này là cháu con của em chồng Như á. Mẹ đi là từ nhỏ luôn nha. Nhưng mà được cái trộm vía là ăn uống được lắm. Nên không có mất sức. Mẹ đi từ lúc 4 tháng rồi. À, rồi cái sau thời gian mẹ về rồi cha với mẹ kiểu như là không có duyên nữa, nên là thôi mẹ đi thêm quận sau nữa là bỏ một mình là sống với cha với bà nội. Nhưng mà được cái là coi bà nội như mẹ vậy đó. Tối ngày đu theo bà nội qua đây là đi theo bà nội. Bây giờ thì mình vô làm bún mắm ăn thôi cả nhà ơi. Cả nhà mình á mà Tết có nhu cầu mua tôm khô, cá kèo khô, bánh phồng tôm, cá sặc bổi, cá lóc, ta khía trộn sẵn thì liên hệ với Như qua số điện thoại là 0944 420 422 nha. Cái tôm khô bên Như với lại tất cả như là mắm tôm, ba khía, bánh phồng tôm, cá kèo, cá sặc bổi, cá lóc đều là Như tự làm nhà hết, nên cả nhà mình yên tâm là Như không có sử dụng chất bảo quản, không sử dụng hóa chất, không sử dụng phẩm màu hay là các hương liệu gì đó là không có. Ví dụ như tôm khô này là Như luộc, Như bỏ chỉ một ít muối thôi. Cả nhà mà ai đã ăn đồ bên Như rồi thì chắc ăn sẽ biết là Như làm là nguyên chất 100% nha. Nguyên cái vàng này 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 vàng như vậy là Như phơi tầm khoảng 120kg. Nhưng mà vô con nước Như sẽ lưng phiên là luộc tới luôn. Như luộc xong mẻ này đập rồi tiếp tục luộc mẻ sau làm phơi tiếp. Thì một con nước là Như dao động luộc tầm khoảng 400-500kg tôm nha. Tôm tươi, 400-500kg tôm tươi thì mình ra được khoảng tầm mấy chục ký. Ví dụ như 400-500kg thì ra tầm khoảng 40kg tôm khô. Đó. Thì cái Tết này á, là nói chung là hàng á, thì mọi người có nhu cầu là mua tôm khô biếu tặng rất là nhiều. Cả nhà mình nếu như mà muốn đặt tôm lớn á, tại vì bây giờ tôm lớn, tôm size VIP á, size cổ á, thì nó rất là hiếm. Nhưng mà cả nhà muốn đặt size đó để tặng biếu hoặc là ăn á, thì nhắn tin trước cho Như nha.
Đó, tại vì cái tôm đó nó hiếm lắm, hiếm hơn tôm nhỏ. Ví dụ như như nói như vậy, nguyên một lô như vậy. Đó, thì những con tôm này là nó thuộc là size lớn nè cả nhà. Con tôm bự này là nó thuộc size lớn nè. Gửi đầu tới size vừa. Đó, gửi đầu tới size nhỏ. Đó, nó nằm 3 size. Đó, size lớn, size vừa, size nhỏ. Đây ba con tôm nè, cả nhà thấy không? Mình làm xong mình sẽ phân ra. Thì tôm thì đều là tôm đất hết, chứ không phải là tôm bạc hay là tôm thẻ nha. Đều tôm đất, nhưng mà có cái là mình phải phân size. Tại vì nó nhỏ, nó bự, nó không có đều nhau. Sổ vuông ra mà tôm thiên nhiên thì nó đâu có đều đâu. Đâu có đều như là tôm nuôi đâu. Nên mình phân cỡ ra thôi. Đây, cái kèo lúc nãy trồng như đổ đục. Được bao nhiêu đây? Là hồi sáng này á, là cũng đã có đổ đục rồi cả nhà. Đổ đục rồi. Nhưng mà anh Sang ổng đem đi muối nha. Muối xong để một hồi cái mình phơi khô á, phơi nắng á, cho nó khô á. Trời, cá kèo nó dài nè, lâu lắm rồi Du Như mới được cá kèo lại nha. Hồi năm rồi là không có luôn ấy. Cái cá kèo này cả nhà biết không, cá kèo thiên nhiên nó hiếm lắm, chứ không phải như cá kèo nuôi, nó hiếm cực kỳ luôn. Có vuông là 5, 7 năm, 10 năm không có một con cá kèo luôn. Như Du mẹ chồng Như là phải nói là mấy chục năm, mà từ lúc Như về làm dâu tới giờ 10 mấy năm không thấy bóng dáng một con cá kèo luôn á. Ôi cá kèo nó ú nè. Cái này mà nấu bún mắm thì thôi rồi luôn. Xỉu xỉu. Con nó bự nè. Nó dài. Cái mùa cá kèo này á, là tầm khoảng tháng 10, tháng 11 và tháng 12 á, nó mới có cá kèo thôi. Chứ không phải là có quanh năm đâu nha. Không có quanh năm nên nó hiếm lắm. Hàng này là kêu bằng hàng siêu VIP á mọi người. Tôm khô hay cá khô cái gì nó cũng có quanh năm, nhưng mà mỗi riêng cá kèo là nó không có quanh năm đâu nha. Nó chỉ có tầm khoảng tháng 10, 11, 12. Tháng 10 thì nó bắt đầu có, tháng 11, tháng 12 rồi, bây giờ là tháng 12 rồi nè, nó mới có nhiều. Xong rồi tới tháng giêng cái nó có ít nữa, rồi bắt đầu là nó ngưng luôn. Còn ví dụ như ai mà chạy trễ thì nó có được lọt tới tháng 2 là hết luôn nha, hết mùa. Có chăng nữa thì nó có tầm miếng vuông tầm nửa ký, 1 ký là dữ lắm rồi. Còn bây giờ ngay mùa thì miếng vuông được 5, 7 ký, 10 ký. Nhưng mà khi có rồi các người ta để biếu để tặng á, ít có ai mà phơi bán lắm. Tại vì hàng hiếm nên là người ta có người ta tặng. Trời ơi, con cá kèo nè, lâu lắm rồi mới thấy được mấy con cá kèo như vậy nha. Tại vì là trước á là Du mẹ Như nhiều lắm. Mọi người coi cái clip trước là mọi người biết rồi, Du mẹ Như là siêu nhiều luôn. Tới năm nào cũng vậy, kiểu như cái vuông mà nó có cá kèo rồi ha, là nó sanh ra, nó sanh sản ra, cái đó nhiều lắm. Như năm nay gì chắc năm tới vuông nhiều. Tại vì năm nay là mới đầu chớm, năm rồi chớm hơi vài con bữa. Năm nay cái nó có nhiều, cái năm tới nó có nhiều nữa. Đó, còn nhầm vuông không có là không có luôn. Thấy cưng không? Vậy như chuẩn bị vuông nấu lẩu mắm nha. Như quên là còn nữa, còn tôm với cua như chưa giới thiệu với cả nhà nữa. Đây là tôm nè, tôm mình đổ đục. Ơi có sú nè, sú này như mới thả được tầm khoảng 2 tháng, hơn 2 tháng hơn á. Nó được ba lớn nè nhà cả nhà. Nhưng mà đây tới Tết á, vuông mà dạy như gông tảo đồ trong vuông mình á, nó nhiều á, thì có thể Tết là mình bắt được. Sú này thì tầm khoảng 35 con nha, 35 con ký. Còn nhỏ này tầm khoảng 40 con một ký. Còn nhỏ nữa thì nó chỉ ra vậy thì khoảng tầm cái khoảng 5-60 con một ký. Ây mẹ, có lẫn cá kèo trong này nữa nè. Cá, mình đổ đục ra là cá, tôm đủ loại luôn. Con cá này là con cá bóng dừa. Cá này ăn ngon lắm nè cả nhà. Cá này ăn siêu ngon luôn á. Thịt nó dai mà chắc, giống như kiểu tựa như cá lóc vậy đó. Còn con cá này là con cá gì không biết, Như quên tên chứ không phải không biết. Còn con cá này là con cá bóng. Cá bóng này thì kho tiêu ăn rất là ngon. Còn đây là tôm đất nè. Khi Như luộc á thì mình sẽ lựa những con tôm đất như vậy. Con tôm này là tôm đất mình luộc ha, để nó còn sống nè. Đó. Còn những con tôm này là con tôm bạc, mình để mình làm mắm tôm. Mắm tôm chua cả nhà. Đó. Nó đây là những con tôm bạc. Rồi đây, tôm bạc nè. Còn đây là tôm thẻ nè. Đó. Mình làm mắm tôm chua. Còn con thẻ đâu rồi? Nhưng mới thấy con thẻ đâu rồi. Mất tiêu rồi.
Nó kêu thẻ rồi. Thẻ ơi mày đâu rồi? Không thấy luôn. Như những con tôm này là Như sẽ lấy ra để làm mắm tôm chua hết hoàn toàn luôn nha. Đó, làm mắm tôm chua hết. Còn những con đắt như vậy là mình sẽ luộc tôm khô. Đó, tôm khô. Rồi đây, đây thùng cua nữa. Để cho cả nhà xem thùng cua của Như nha. Đây, thùng cua. Cua gạch. Cua này là xả nước ra nè cả nhà. Mà cua xả nước ra hoặc là xả vuông ra thì gạch nó full luôn nha. Gạch full đầy luôn. Ở đây không có cái gì để cầm cho cả nhà xem. Con cua gạch. Đó, gạch nó như thế nào. Cầm, cầm. Cầm là quẹt rồi. Để Như lấy cái đồ Như cho cả nhà xem cái gạch ở bên trong. Mình không có chuyên nghiệp. Ôi khó coi quá vậy. Không biết cả nhà thấy không nữa. Đó, cái gạch ở bên trong nè. Đó, đó, đó. Thấy không? Thấy cái gạch không? Đó. Gạch nè. Rồi con bấm vô, con bấm. Đó, thấy không biết cả nhà thấy không nữa. Ở ngoài thì Như thấy kỹ lắm. Nhưng mà đa phần á, mình mua thì mình sẽ soi đèn. Soi đèn coi là cái gạch nó đầy hết không nha. Còn đây là cua y nhất nè. Cua thịt đó. Cua thịt mà thịt lớn. Để gần xuống cho bà cô chú thấy. À, thấy con gạch nó bự không? Mình phải coi là nó cứng hay không nha. Nó cứng thì mình mới bán được. Còn nó mềm thì mình thả lại. Ui, cái này nó xúc dây rồi. Để nó sửa dây rồi. Ây da, ây da, ây da. Da, nó bóng. Cả nhà có tin không? Như làm vuông bao nhiêu năm nay. Từ nhỏ tới lớn mấy chục năm ba mẹ làm vuông. Nhưng mà Như không biết chối cua. Như không có biết chơi cua. Hồi nhỏ thì cha Như làm, xong rồi tới bự bự tới em Như, xong tới về có chồng thì chồng Như. Như không có biết chói. Nhớ có một lần mà đặt là thăm mười mấy hai chục ký cua, rồi xong là cũng không biết chói luôn. Mà nếu mà không có Như ham á, cái đi thăm xong có cua cái nó cho nó bò dưới vuông lõm ngõm gì đó, chứ mình không có biết chói nha, không có biết chói. Đấy, toàn là bộ cua gạch không này. Cua mà xả nước ra với lại sổ vuông ra là cua chất lượng trăm phần ngàn luôn. Xôi đèn đầy ối. Nhưng mà cua đặt gặp á, thì ví dụ như 10kg mình chỉ tuyển được tầm 2-3. Nếu mà lô nào chắc lắm thì tầm 4-5 thôi, chứ không có nhiều. Cũng như là 10kg là mình lựa được 4-5kg hoặc 2-3kg gì đó. Còn mà xả nước ra như vậy nha. Ui, rất vàng kìa. Vàng. Cục này là cục cục gì đó, cục inox in ơi. Cục này ở đâu rớt ra vậy không biết. Mình sổ vuông á, là ví dụ 10 con là mình tuyển ra được hết 9 con luôn rồi đó. Tại vì cua gạch đầy nó mới đi ra lú. Rồi. Như xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, giờ là Như đã làm xong một chảo lẩu mắm. Ôi, nóng. Lẩu mắm hôm nay á, là nhà có gì mình làm nấy. Gồm có là cá kèo. Đây, cá kèo là không thể thiếu rồi nha. Đây. À, đây, anh Sang cho mọi người xem con cá kèo nó to ú ụ luôn. Cỡ một gang tay của Như luôn á cả nhà. Cỡ một gang tay luôn á nha. Với lại huyết. Huyết với lại thịt ba gọi. Không phải, sườn. Còn nhà Như thì hết cà tím rồi nên Như làm cà pháo. Cà pháo bữa định ăn với lại ba khía nè, nhưng cái đi rồi cái không có ăn luôn. Như bỏ vô đây luôn, thế cà pháo. Nè, ba món. Còn đây là tôm sú. Tôm sú này Như luộc nãy giờ là một tiếng mấy rồi đó. Tôm sú nè, tôm đất nè, tôm sú bự, tôm sú dừa, tôm sú nhỏ rồi tôm đất. Đây, cả nhà thấy con tôm sú không? Luộc cái nó đỏ, nó đẹp gì nè. Ha, đỏ ao luôn. Con tôm này thì cái màu nó không được đẹp. Lý do là Như để đông á, bữa xả nước ra cái được hai con à. Như bỏ vô đông luôn. Cho nên khi mà tôm đông với tôm qua đá rồi cái màu nó sẽ không được đẹp như tôm tươi. Còn đây là nước mắm ớt, nước mắm siêu cây nhà Như nha, thấy không? Đây là tắc, tắc ớt để mình ăn kèm. Rồi. Đây là bún, bún hổm Như đi Châu Đốc thì ăn cái cọng nhỏ, mà dưới Như thì chỉ làm cọng to thôi nha, chứ không có cọng nhỏ. Đây là gao, gao giá, bắp chuối, với lại gao muống bào nè cả nhà, gao muống bào qua nha, rồi gao thơm. Rau găm, hẹ. Vậy thì mình ăn thôi, đói bụng rồi cả nhà ơi.
cho vô đây một ít bún. Ngoài trời rất là gió luôn, cả nhà thấy không? Gió mà đến nỗi mà mấy cái lá cây nè, nó bay 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 luôn. Ăn ngoài này thì được cái nó mát, nó không có hầm như ở trong nhà. Thường thường ăn bằng tô thì mình sẽ trụng, nhưng mà hôm nay là mình ăn bằng chén, nên thôi có nhiêu đây mình làm nhiêu. Trời, cái thịt cá kèo nó thơm. Cá kèo thịt nó chắc lợi à. Nhưng mà cả nhà con tôm nha. Cái thịt nó ngọt ngay à. Đấy. Con tôm sú mà ăn gì nó mới đã nè. Cho thêm tí ớt nữa nha. Nhưng mà cả nhà nha. Con tôm tươi nó ngọt, ngọt. Tôm tươi á, vừa sổ lên á, mình luộc liền, lúc nào nó cũng ngon hơn tôm qua đá. Tôm qua đông chứ lộn, ví dụ tôm tươi mà mình dập đông liền nó cũng ngon nữa. Nhưng mà cái độ ngon thì nó chỉ có 8 thôi, còn tôm tươi nó phải ngon 10. Cái cục này nè là nó có gân như vậy nè, có gân gì ăn mới ngon nha, như là mình, nhưng mà cái cục gân, cái nước mắm mặn, nhưng mà mình nặng vô đây một tí tắt rồi á, ăn nó sẽ vừa, nó ngon lắm. Tô này là tô thứ hai. Hồi lúc trước á, ăn ngon cá kèo á, nhưng không có ăn được cái bụng. Thì như nó là cái bụng nó đắng á. Vậy mà sau này ăn được cái bụng rồi, béo. Có cái là không ăn cái đầu thôi. Gió muốn bay người ta
Gió dữ lắm luôn. Cá kèo này á là như chỉ nhận khô là tầm một con nước tầm khoảng 5-7 kg thôi, nhưng mà nước này là không có nhiều luôn cả nhà ơi. Nước này khô ít xịt luôn, khô kèo ít xịt. Tại nó hiếm quá. Tôm sú bự nè. Nó qua đồng á nên cái thịt nó sẽ không có còn tươi. Giống như là bữa đó như định xả ra cái ăn xong cái không ăn cái bỏ lại, cái nó qua đồng qua lại á cái con tôm nó hết tươi. Cái thịt nó vẫn ngọt nhưng mà cái độ thơm nó không bằng. Mặn tôm tươi đâu. Con tôm suốt đâu á. Có thịt nó chắc lợi nè. Mình mở ra con suốt tươi cả nhà thấy không? Nè, nó dễ tháo mà nó còn nguyên ơ à. Nó cái lưng nó không có bị xúc ra. Còn mà cái con sú mà nó không tươi rồi á, mở ra cái là nó xúc đường chỉ chứ. Về nhà được sướng cái là ăn đồ ăn tươi sống không cả nhà. Cá, tôm, cua, cá kèo, cá đối, đồ tươi không. Như có cái tật ngộ đi đâu vài ngày là nhớ nhà. Cái đậu mắm nó thơm. Cái cà pháo này chắc cũng phải tầm có tuần rồi đó. Nhưng không có làm ăn. Bữa mua định ăn chung với ba khía. Cái đi luôn. Cái này mới ăn. Nhớ còn bỏ vô. Ở nhà uống trà đường. Quá ngọt. Giờ thì Như ăn cũng no rồi nên Như xin phép ngưng video nha. Gần Tết rồi, ông bà cô chú mình á mà có cần tôm khô, mắm tôm, ba khía trộn sẵn hoặc là bánh phồng tôm, cá kẹo khô, cá sặc bổi, cá lóc khô thì
nhắn tin cho Như qua số điện thoại là 0944 420 422. Số điện thoại Như có ghi ở bên góc trái màn hình. Như thì chuyên về các loại đặc sản thiên nhiên ở Cà Mau. Tại vì dùng chỗ Như á, thì là đặc biệt là chỉ toàn là đồ thiên nhiên thôi cả nhà. Với lại á, là cách một tuần thì vuông Như sẽ sổ một lần. Đó, có nghĩa là sổ vào con nước gầm và 30. Thì mình sổ khoảng tầm một tuần, xong rồi mình nghỉ một tuần, bắt đầu mình mới sổ thêm con nước 30 nữa. Thì có nghĩa là một tháng là có 4 tuần, đúng không? Thì mình sẽ sổ kiểu như là một tuần sổ, một tuần nghỉ. Nếu mà ông bà cô chú nào có cần những cái đặc sản Cà Mau để biếu, tặng hoặc là dùng hàng ngày á, thì nhắn tin cho Như nha, hoặc là gọi điện cho Như. Thì Như sử dụng là Viber là cũng là số điện thoại đó, Zalo cũng số điện thoại đó, còn cái trang Facebook của Như là Như Nguyễn Cà Mau, Như Nguyễn Cà Mau, rồi trang fanpage cũng là Như Nguyễn Cà Mau. Thì cả nhà có thể là liên hệ trực tiếp với Như hoặc là gọi điện trực tiếp với Như, thì ở đâu Như cũng ship tất cả trong nước và ngoài nước luôn nha. Tại vì tất cả các mặt hàng của Như là đều ship được ra cả nước ngoài luôn, nên ông bà cô chú cứ yên tâm. Còn nếu trong nước thì Hà Nội á, là tầm 3 đến 5 ngày, còn Sài Gòn á, thì tầm 2 đến 3 ngày là đã tới rồi nha cả nhà. Bây giờ thì Như xin ngưng video và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo với khung giờ là 19 giờ tối hàng ngày. Nhớ là bấm cho Như xin một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Như có động lực để ra được nhiều video hay hơn nữa nha. Vậy thì Như bye bye.